Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Audio. Hôm nay thì Nhật sẽ giới thiệu với anh em một sản phẩm là lọc. Và lọc này đến từ thương hiệu là Fairway. Và tên mã của sản phẩm là W231. Và sản phẩm này là hàng Mỹ, made in USA anh em. Đây mời anh em cùng xem. Fairway Design and made in USA, thiết kế và được làm luôn là tại Mỹ anh em. Và sản phẩm này sẽ có tổng cộng là 64 cần equalizer để anh em có thể điều chỉnh và âm thanh. Còn bên đây anh em sẽ thấy rằng hai nút để điều chỉnh về low cut và bypass. Low cut là bộ lọc của âm thấp và bypass là chỉnh âm thanh ở mức tần số là đây anh em. Bypass là anh em sẽ nghe âm thanh từ mức 0 đến hoặc là âm 6. Nói chung là cái này là tùy thuộc anh em thích nghe nhạc lưu riêu hay là thích nghe nhạc mà ở mức là 12 hoặc 6 cộng. Đây anh em, để mình mở thử bài bát cho anh em cùng xem. Anh em, bài bát là nghe từ 0 đến âm 6. Còn nếu anh em nghe bình thường thì anh em bỏ hai nút này ra là nghe ở mức bình thường anh em. Rồi anh cùng mời anh em cùng xem qua bề mặt sau của sản phẩm. Sản phẩm này là hàng mới khoảng 95% anh em, made in USA ơi. Và Nhật đang bán sản phẩm này với mức giá là 4.500.000 đồng. Và anh em sẽ còn được bao ship luôn toàn quốc. Anh em muốn mua thì có thể liên hệ với Nhật qua số điện thoại hoặc Zalo của Nhật để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Còn đây là mặt sau của sản phẩm. Ở đây anh em sẽ thấy là sản phẩm có hai channel và hai cổng ra và hai cổng vào. Và cả cổng ra và cổng vào thì sẽ chạy qua jack 6 ly nha anh em. Jack 6 ly driver. Nói chung là nếu anh em mua thì Nhật sẽ tặng cho anh em là 4 jack 6 ly nha anh em. 4 jack này nếu mà bán lẻ là 25.000 đồng trên một jack 6 ly. Anh em mua thì Nhật sẽ tặng free luôn cho anh em. Còn đây là tên model sản phẩm W231 Stereographic Equalizer. Còn đây là tên thương hiệu sản phẩm và hàng made in USA thôi, công ty sản xuất. Và sản phẩm này thì cũng có công suất riêng biệt nha anh em. Cái này sẽ chạy điện là 230V và công suất là 20W. Sản phẩm này có chất lượng rất là tốt nha anh em. Cái này mà anh em sử dụng hát thì rất là hay luôn. Phù hợp với rất là nhiều thể loại nhạc của anh em. Rồi mà anh em cùng hưởng hết sức âm của dòng Fairway W231. Sống động hơn hẳn khi mà đi qua bộ lọc Fairway. Chứ bình thường thì con này sẽ không hát ra được hết chất âm của cái loa 4 tấc nha anh em. Mình chưa chỉnh bass chép nha anh em. Thấy bass và chép ra rất là nhiều khi qua cái lọc rồi.
anh em kích hoạt nút low cut này, nó sẽ cắt những cái dải tần số thấp và gây ù nề của bass. Nói chung là với mức giá thì rất là rẻ, chỉ với 4.500.000 đồng, anh em được một sản phẩm là đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ là Fairway, và hàng này là hàng Made in USA. Chất âm của bộ lọc này phải nói là rất là hay luôn anh em à. Cái bộ giải mã ở phía trong bộ lọc này để nâng cao sức mạnh, để nâng cao chất âm của sản phẩm lên rất là nhiều lần. Rồi anh em thấy sao về chất âm của lọc Fairway Q231 thì hãy để lại bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã dành nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những lần tới.